Xin kính chào tất cả các bạn và quý vị khán giả đến với kênh đọc truyện ma đêm khuya của Dâu Ma Cà Rồng tập 6. Tiểu Mận nhìn đến giường cô thấy hình ảnh hai bà cháu nằm ôm nhau ngủ thật ấm áp. Cô nhìn vào gian bếp thấy bà đang nấu ăn. Cô nhắm mắt lại không muốn nhìn mọi thứ nữa. Mọi thứ tối đi do mệt quá nên cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Bạch Hàn sáng sớm đã đến trường, cậu đi tới những nơi mà Tiểu Mận hay đến nhưng không thấy cô. Cậu nó nắng đi tới nhà Tiểu Mận, rầm rầm rầm. Tiểu Mận mở cửa ra cho tôi, cô đang làm gì trong đó? Không thấy hồi đáp, cậu nó nắng giơ chân đạp cửa, rầm rầm rầm. Cửa bung khóa mở ra, Bạch Hàn vội chạy vào trong, thấy Tiểu Mận đang nằm dưới đất. Cậu tiến vào đỡ Tiểu Mận dậy. Người Tiểu Mận ướt đẫm mồ hôi, Bạch Hàn sờ lên trán cô. Sao trán cô nóng vậy? Để tôi đưa cô đến bệnh viện. Không sao, cứ để tôi theo bà cũng được. Lúc này cô còn cứng đầu à? Bạch Hàn bế Tiểu Mận lên, cậu làm gì vậy? Đến bệnh viện, cậu. Không còn sức, Tiểu Mận như chết dần đi. Bạch Hàn nhanh chóng đưa Tiểu Mận vào bệnh viện. Bác sĩ, cô ấy không sao chứ? Cô bé bị mất sức, cần ăn thức ăn bồi bổ để là được. Cảm ơn, Bạch Hàn. Tiến vào chỗ Tiểu Mận đang nằm ngồi xuống cạnh cô. Đồ ngốc, cậu nhẹ nhàng vén tóc Tiểu Mận. Bà ơi, bà ơi. Tiểu Mận mở mắt ra, cô thấy bóng người mờ mờ. Bà ơi, bà ơi. Tôi là Bạch Hàn đây. Bạch Hàn ngồi dậy nhưng không còn chút sức lực nào. Để tôi giúp cô. Bạch Hàn từ từ đỡ Tiểu Mận. Sắc mặt Tiểu Mận kém dần đi. Lại ở đây, cô bị ngất. Cô bị ngất nên tôi đưa cô tới đây. Tôi không còn gì để sống nữa. Cô là nô lệ của tôi, ai cho cô chết? Cậu ngồi đó đi, tôi mua đồ ăn cho cô. Không cần. Đừng cứng đầu như vậy nữa, cô phải sống vì bà cô, bà tôi, bà tôi. Tiểu Mận đang im không nói, Bạch Hàn đứng lên bỏ ra ngoài. Và cô y tá nhìn theo Bạch Hàn, cậu ta đẹp trai thật, xịt, cậu ta là ma cà rồng đấy, sao đâu? Không được rước họa vào thân, cô gái trong kia là ai? Chắc cũng là ma cà rồng lốt, cô ta đẹp vậy mà. Đi thôi, còn nhiều bệnh nhân khác đang chờ. Tiểu Mận lại nghĩ bà. Cô thấy nụ cười hiền dịu của bà, nghĩ tới cái ôm ấm áp của bà. Bà ơi, cháu phải làm sao bây giờ? Sao cháu có thể sống thiếu bà? Bạch Hàn tiến vào tay xách một hộp thức ăn. Tiểu Mận thấy Bạch Hàn vội quay đi. Đừng trách tôi, mau ngồi dậy ăn đi. Cậu về đi. Bạch Hàn lôi Tiểu Mận dậy, mau ăn đi, khi bổn thiếu gia đây còn nhẹ nhàng với cô. Mận định với tay lấy cái bát thì Bạch Hàn vội bưng lên, để tôi bón cho cô. Cậu mua cái gì đó? Canh gà hầm hạt sen rất bổ đó, bác sĩ dặn tôi đi mua mấy cái này cho cô đấy, cảm ơn cậu. Vậy mau ăn đi. Bạch Hàn từ từ bê một thìa canh phổi rồi bón cho Tiểu Mận. Bạch Dương mấy hôm không thấy Tiểu Mận đâu nên cậu vô cùng tức giận. Tôi sẽ không để cô trốn đâu, tôi sẽ đi tìm cô bằng được. Mấy ngày Bạch Hàn bên cạnh chăm sóc Tiểu Mận, một người vốn nóng nảy, lạnh lùng nay trở lên thật ấm áp. Bác sĩ nói tình trạng sức khỏe cô đã đỡ hơn rồi, ngày mai có thể ra viện rồi. Ở cung điện nhà học họ Bạch. Hừ, Bạch Hàn dạo này đi đâu vậy? Quản gia, cậu dạo gần đây Bạch Hàn thiếu gia thường tới bệnh viện ạ? Vậy ư, vâng. Bà có biết nó tới đó làm gì không? Dạ, tôi không biết, thưa cậu. Bạch Dương tay cầm chén rượu, nắc qua nắc lại, ánh mắt đầy sắc sảo. Cậu suy nghĩ gì rồi cười khẩn. Tôi cảm nhận được cô đang ở rất gần thôi, Tiểu Mận. Lúc này Bạch Hàn vừa đưa Tiểu Mận ra khỏi viện thì từ xa Bạch Dương lao tới nắm lấy tay Tiểu Mận. Bạch Dương, phải là tôi đây. Hai người bất ngờ nắm nhỉ.
Anh, Tiểu Mệnh vừa bệnh xong, anh có thể để cho cô ấy nghỉ ngơi chút không? Nếu anh nói không thì sao? Anh, Bạch Dương lôi Tiểu Mệnh đi. Bạch Hàn ánh mắt đầy tức giận lao vào, vung tay Bạch Dương ra. Em có biết mình vừa làm gì không? Anh đừng hòng lôi cô ấy đi. Đó không phải việc của em. Tiểu Mận mau đi về đi. Mận gật đầu đứng dậy quay lưng bỏ chạy. Bạch Dương nhanh chóng đuổi theo nhưng Bạch Hàn nhảy lên ngăn chặn lại. Mau chắn ra, không đâu, đừng trách anh ác với em. Dù sao em cũng không để anh qua đâu. Bạch Dương không nói gì, ánh mắt tức giận lao vào chỗ Bạch Hàn đấm cậu, khiến Bạch Hàn ngã ra sau. Ngồi dậy lấy tay lau máu rồi đứng lên. Em cũng sẽ không nhường ăn đâu. Tiểu Mận chạy thật nhanh vào thành phố. Bỗng từ trong hẻm một người đưa tay ra túm cổ cô vào. Xem hôm nay mình có gì này. Hạo Vương, người đẹp. Cô có biết tôi tìm cô mấy ngày hôm nay rồi không? Cậu, sao sắc mặt cô kém thế? Cô bị bệnh sao? Không phải, việc của cậu bỏ tôi ra, không ổn rồi. Hạo Vương bế bổng Tiểu Mận lên. Thả tôi xuống, Hạo Vương mang cô tới dinh thự nhà họ Hạo. Đặt cô xuống ghế, cậu làm gì vậy? Cô bị bệnh như vậy, không tốt chút nào. Đâu ảnh hưởng đến cậu. Cô thấy vậy thôi, chứ tôi thấy rất nhiều. Hạo Vương nhẹ nhàng vén tóc của cô rồi bế cô bê vào phòng. Tiểu Mận không còn sức để vùng vẫy. Ngoan ngoãn nằm đây ngủ một giấc đi nào. Tôi không muốn ngủ đâu. Uống chén trà này đi, ngày nó sẽ tốt với cô. Tiểu Mận bê chén trà lên uống. Chẳng mấy chốc cô buồn ngủ rồi nằm xuống. Sao tôi thấy buồn ngủ thế này? Đúng rồi, Tiểu Mận ngoan, cô phải ngủ thật ngon mới có thể khỏe được. Đó là gì vậy? Là trà, nhưng tôi đã chuẩn bị cho cô một chút thuốc ngủ vì tinh thần cô bướng bỉnh lắm, không chịu nghe lời ai. Cậu, ngủ đi. Hạo Vương đắp chăn cho cô rồi đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa. Tiểu Mận từ từ thiếp đi, chìm vào giấc ngủ. Bạch Dương túm cổ Bạch Hàn. Sao bao năm em cũng chẳng thay đổi nhỉ, vẫn yếu đuối như xưa. Mau chặt đắn đi. Tại sao máu ngon như vậy mà em không chịu uống nhỉ? Không lẽ em... Anh đừng nói gì nữa, em không máu lạnh như anh. Em nói gì? Bạch Dương thả Bạch Hàn ra. Không phải chỉ vì lòng tham muốn, anh đã khiến bao cô gái bị chết oan sao? Họ không trở thành ma cà rồng, cũng không trở thành lô lệ được. Tại bọn họ kém cỏi, nhưng anh chắc chắn Tiểu Mận sẽ trở thành cô dâu của anh. Em sẽ không để anh có được cô ấy đâu. Tiểu Mận tỉnh lại, cô thấy mình khỏe vô cùng. Chuyện gì vậy? Cơ thể mình khỏe lắm. Khỏe hẳn rồi. Tất nhiên rồi, Hạo Vương đang ngồi liền nói. Chuyện gì vậy? Cô đã ngủ suốt từ hôm qua tới giờ. Tôi ngủ suốt ở đây. Đúng, đã một ngày tôi chưa về sao? Phải. Tiểu Mận đang ngồi bỗng nhảy xuống giường. Sức khỏe cô vừa mới đã đỡ, cô định đi đâu vậy? Về nhà. Hạo Vương giữ tay Tiểu Mận lại, không cho cô đi. Làm ơn cho tôi về đi. Không được, xin cậu hãy thương xót tôi. Tại sao chứ? Tôi giúp cô sao lại nói như đang hại cô thế? Đã một ngày tôi chưa về nhà, không biết anh em nhà họ Bạch thế nào rồi. Sao cô lại quan tâm chuyện này? Bạch Hàn đã cứu tôi 2 lần rồi, giờ tôi phải tìm cậu ấy. Tiểu Mận giứt tay Hạo Vương chạy đi. Tập 6 chuyện Cô Râu Ma Cà Rồng đến đây đã kết thúc. Xin kính chào tất cả các bạn và quý vị khán giả. Hẹn tất cả các bạn và quý vị khán giả ở tập kế tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại.